Xin chào tất cả anh em, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay Toàn quay cho mọi người xem chiếc lắc tay bạc bằng thôi. Chiếc lắc tay nam được làm bằng đồng nhá. Đồng này là đồng vàng, màu nguyên bản, không xi mạ gì luôn. Đây. Chiếc lắc tay thì bản khoảng tầm bản ngang khoảng 1,4 cm, chiều dài thì thường thường là tầm 18 đến 20, đây là tùy theo tay của khách đặt bao nhiêu thì mình sẽ làm, size tay của khách bao nhiêu thì mình sẽ làm độ dài cho phù hợp. Chiếc này là khóa hộp bấm. Đồng thì đeo thời gian nếu mà bị xỉn màu thì mọi người thì có thể dùng chanh để sát, trà sát bề mặt và lấy bàn chải cho ít kem đánh răng vào nữa đánh là lại sáng bóng. Đó. Đây sau đây mình sẽ đeo lên tay cho mọi người cùng xem. Lắc này thì khách tay to nên là mình đeo hơi rộng. Anh em nào có quan tâm tới sản phẩm lắc tay đồng này thì có thể inbox trực tiếp cho mình qua số Zalo 0962 884 336. Đó. Nếu thấy video hay, sản phẩm đẹp thì nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực ra những video mới. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.